bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm một món ăn vặt rất là hot trong thời gian gần đây, được các mẹ tìm kiếm rất là nhiều. Đấy chính là món thạch dừa. Để làm được món thạch dừa thì mình đã chuẩn bị ở đây 500g thạch dừa khô. Khi các bạn mua ấy, thì sẽ có một túi thạch dừa khô thế này và một gói cái hương liệu nhỏ nhỏ như thế này nhé. Thạch dừa khô này thì mình mua tận trong Bến Tre gửi ra đấy. Bạn nào mà không tìm mua được thì có thể liên hệ với mình nhé. Mình cũng sử dụng là 800g đường phèn, một nắm lá dứa. Nguyên liệu rất là đơn giản phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái gói thạch dừa khô này ra. Các bạn ngâm thạch dừa khô vào trong nước để cho thạch dừa nở ra. Gói thạch dừa này khi vừa mới mở ra thì rất là thơm các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ bóp thạch dừa qua với nước. Vì cái gói thạch dừa khô này nó sẽ có mùi hơi chua do quá trình lên men của nước dừa, nên là chúng ta cần phải bóp và rửa phần thạch dừa này thật kỹ. 500g thạch dừa khô này thì các bạn có thể làm ra thành phẩm được 5kg đến 6kg thạch dừa thành phẩm nhé. Và bây giờ mình sẽ mang phần thạch dừa này đi xả lại với nước và mình bóp lại như thế này khoảng 4-5 lần. Thạch dừa khô sau khi đã bóp và rửa nhiều lần với nước thì mình sẽ cho vào trong một cái chậu lớn. Các bạn có thể thấy sau khi bóp với nước thôi là phần thạch dừa khô của mình nó đã nở ra được rất là nhiều rồi. Mình sẽ cho nước vào để ngâm cùng với thạch dừa khô. Cứ khoảng 1 tiếng thì các bạn thay nước một lần. Các bạn ngâm mà cho đến khi thạch dừa khô nở to thì khi đấy thạch dừa đã ngậm đủ nước và nó sẽ hết mùi chua. Các bạn nhớ là cứ sau khoảng 1 giờ thì các bạn thay nước, bóp qua và rửa lại một lần nhé. Và đây là phần thạch dừa thô sau khi mình ngâm nước. Mình ngâm hôm qua mình ngâm muộn quá nên mình ngâm qua đêm. Mình ngâm từ 10 giờ tối cho đến 7 giờ sáng hôm nay thì các bạn có thể thấy thạch đã nở này. Ngậm nước rất là căng và nó chuyển sang cái màu trong ấy. Đây, mình giơ gần cho các bạn nhìn rõ này. Các bạn ngâm thạch trong nước ít nhất thì được 3 tiếng nhé và cứ sau một lần thì các bạn bóp rửa sạch thạch một lần. Đây, các bạn có thể thấy cái chậu thạch hôm qua mà mình ngâm ấy, nó chỉ là nửa chậu thôi mà bây giờ nó đã nở lên là một chậu đầy như thế này. Mỗi lần các bạn làm cho con ăn thì các bạn có thể làm 100-200g thì khi nó nở ra cũng rất là nhiều rồi nhé. Mình làm 500g các bạn có thể thấy rất là nhiều này. Mình phải nấu vào một nồi to mới hết, còn nồi nhỏ thì phải chia ra làm hai nồi. Đây các bạn nhìn này, nhìn như thế này đã rất là giống thạch ở trong siêu thị bán phải không nào, thạch dừa. Và bây giờ mình sẽ mang phần thạch dừa này đi rửa lại với nước cho thật là sạch. Đồng thời đó thì mình cũng sẽ chuẩn bị một nồi nước đun sôi lên. Các bạn đi găng tay và bóp cho cái phần thạch này nó ra bớt nước. Không cần bóp mạnh quá, nó bóp nhẹ nhàng. Ngon rồi các bạn. Bạn nào mà thích ăn phần thạch ngọt hơn ấy thì lúc này các bạn bóp thạch cho thạch khô bớt đi. Sau đấy các bạn pha nước đường ra và ngâm thạch với nước đường cho thạch nở trở lại như thế này. Còn nếu các bạn ăn thạch có độ ngọt vừa phải thì các bạn tiếp tục làm giống mình nhé. Đây mình chỉ bóp sơ qua và mình để cho thạch ráo nước. Đợi nồi nước sôi thì mình sẽ cho phần thạch này vào trụng sơ qua. Nồi nước đã sôi rồi,
mình sẽ cho thạch vào để trần sơ qua. Cho thạch hoàn toàn cái mùi chua đi đấy các bạn. Mình sẽ đun cho đến khi nồi nước sôi trở lại. Nồi nước đã sôi trở lại rồi. Bây giờ mình sẽ vớt thạch ra và rửa lại thạch nhé. Mình đã vớt thạch ra cho thạch vào trong một âu nước lạnh. Sau đó mình sẽ vớt thạch ra một cái rổ để cho ráo nước. Mình đảo qua để cho thạch ráo nước. Và lúc này thạch đang còn rất là nóng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn nấu phần nước dừa. Mình sẽ cho vào trong nồi 800g đường phèn mình đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ cho vào cùng 1 lít nước. Mình sẽ đun cho đường tan ra và nồi nước đường này sôi lên. Bạn khuấy nhẹ nhàng cho đường tan hết ra. Lượng đường thì các bạn có thể tăng giảm tùy theo khẩu vị nhé. Nồi nước đường đã sôi rồi, mình sẽ cho thạch dừa vào để đun cùng. Lá dứa các bạn rửa sạch sau đấy các bạn cũng cho vào nồi để đun cùng với thạch dừa luôn nhé. Mình sẽ đun cho nồi nước đường sôi trở lại. Khi nồi thạch dừa đã sôi trở lại rồi thì mình sẽ đun thêm khoảng chừng 20 đến 25 phút nữa cho thạch dừa được ngấm nước đường nhé. Cho thêm một chút lá dứa vào nấu rất là thơm các bạn ạ. Và đây là nồi thạch dừa sau khi mình nấu được khoảng chừng 25 phút. Các bạn có thể thấy phần nước đường đã cạn hơn. Và cái phần nước đường nó có cái màu hơi xanh xanh, màu xanh của lá dứa đấy các bạn. Đấy, nước đường đã cạn. Trong quá trình nấu thì thi thoảng các bạn đảo đều phần thạch dừa lên nhé. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp và gắp phần lá dứa ra. Mình sẽ gắp bỏ phần lá dứa. Sau đó mình sẽ cho cái gói hương liệu mà đi kèm với cái gói thạch dừa khô vào. Và mình sẽ trộn đều lên. Cho gói hương liệu vào thì thạch dừa của chúng ta càng thơm các bạn ạ. Khi nãy có mùi lá dứa thì nó đã thơm rồi. Bây giờ cho thêm cái gói hương liệu này nó rất là thơm. Thạch dừa này khi ăn nóng thì nó sẽ dai và không ngon. Các bạn nên để nguội, cho thêm đá hoặc là cất vào ngăn mát, tủ lạnh để dùng dần thì sẽ ngon hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ để cho phần thạch dừa này nguội. Và đây là thành quả của mình các bạn ạ. Thạch dừa sau khi nấu xong thì mình đã để nguội, sau đấy cho vào ngăn mát tủ lạnh. Các bạn có thể thấy những miếng thạch dừa rất là trong và rất là thơm. Món thạch dừa này thì các bạn có thể ăn kèm với đá lạnh hoặc là ăn cùng với các loại chè, trà sữa đều rất là ngon nhé.
Thạch dừa này nếu mà các bạn để ở bên ngoài thì các bạn có thể bảo quản được 5 ngày. Còn mà các bạn để trong ngăn mát, tủ lạnh thì các bạn có thể để được 10 ngày nhé. Cái phần thạch khô hay là thạch thô đấy thì các bạn có thể để trong ngăn mát, tủ lạnh, bảo quản và dùng trong khoảng 2 tháng. Nếu yêu thích món thạch dừa nhưng đang còn lăn tăn về chất lượng sản phẩm khi mua ở ngoài thì các bạn hãy mua ngay gói thạch dừa thô về để tự tay làm được những tô thạch dừa thật ngon, thật hấp dẫn để cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với công thức làm món thạch dừa này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.